Đây là thao giá thành phẩm của mình nè mọi người. Thao giá giá này mình gói bằng tro nè các bạn. Nó 3 ngày mình nó cũng rất là cao và nó nở ra như thế này. Tại vì lý do là mình không có dằn đó mọi người. Cái mâm nó hỏng lên á nên là nó có hơi xanh xanh nhưng mà nó rất là giòn các bạn nè. Đó. Thấy không? Cho nên là không có sợ ăn nó không giòn các bạn nè. Rất là giòn luôn. Và rất là ngon. Rồi giá này thì mình làm ở nhà giá sạch đó mọi người. Rồi, giờ mời các bạn cùng mình đi làm giá này nha. Đó, hãy theo chân mình làm gói giá bằng tro chấu theo cách truyền thống ngày xưa đó mọi người. Hôm nay mình sẽ gói giá với bằng cái cách truyền thống đó mọi người. Thì mình là dùng trong cái mâm này các bạn. Đây là tro, làm bằng tro ha. Đó, mình bên ra cho này cho cháu các bạn, cho mà mình lựa cái loại cho mà nó đã để lâu á thì nó ít mặn mọi người, để lâu nó có mưa gió rồi thì nó sẽ ít mặn, thì cái tỷ lệ giá của mình nó sống sẽ dễ dàng hơn. Còn cho mà hơi mặn quá thì giá mình dễ bị chết lắm các bạn. Đây là đậu mình ngâm nè mọi người, ngâm qua đêm. Bây giờ mình gãi lên đây thôi, khỏi ngâm nước ấm các bạn, mình ngâm nước lạnh mà mình ngâm qua đêm nó cũng được. Còn nếu mà đậu mà các bạn sợ nó không lên á thì các bạn dùng nước ấm. Đậu mới thì mình ngâm nước lạnh nó cũng lên. Mình chảy ra cho nó đều như thế này nè mọi người. Đó. Rồi mình sẽ để lên một lớp tro ở trên nữa. Rồi mình tưới nước lên ha, tưới lên cho nó ẩm đó các bạn. Rồi mình đậy lại, mình để ở đây 3 ngày sau mình dỡ ra và mình sẽ thu hoạch thôi. Mình không cần phải dỡ ra hoài đó các bạn. Nếu mà mình dỡ ra thường thì nó sẽ bị xanh. Rồi, okay. Sao con? Đây mình tưới nước lên, tưới nó ẩm ẩm thôi, không có cần tưới nhiều quá nha các bạn. Rồi mình làm trong cái mâm nó nước nó không có ra thì mình tưới ẩm nó vẫn giữ nước lại mọi người, chứ không có bị đổ là nhỏ. Rồi mình sẽ lấy cái mâm mình đậy lại đó, đậy vừa khít luôn nè các bạn đó. Thì xong rồi mình đem mình để vào ở trong nhà mình để cho chỗ mát á mọi người, để vào chỗ mát thì nó 3 ngày sau mình dỡ ra để mà mình kiểm tra và mình thu hoạch ha. Đây là giá của mình ủ đây nè các bạn, mình ngày thứ hai rồi nè mọi người. Mình dỡ cho mình xem coi nó có tiến triển gì không ha. Nè nó nứt cái tro ra nè các bạn, nhưng mà nó chưa cao đâu mọi người. Mình để ở đây sang ngày thứ ba mình sẽ nhổ, từ ngày thứ hai sang ngày thứ ba nó mau lắm mọi người. Cho lên nè các bạn, cho nó có giá trị dinh dưỡng rất là nhiều mọi người. Nó cho nên là khi mà mình gói giá cái cọng giá nó sẽ mập và nó cũng sẽ tốt hơn nữa nè các bạn nè, cọng giá nó mập nè các bạn thấy không đó. Và nó cũng ngon lắm mọi người, nó mập và nó cao nha. Mình thấy mình làm trong tro nó ngon lắm các bạn. Mình dở ra cho mọi người xem thôi chứ chưa có ăn được đâu mọi người ơi. Mới tới ngày thứ hai đó. Mà từ ngày thứ hai sang ngày thứ ba nó sẽ lên cao rất là nhiều mọi người. Đó, bây giờ mình đắp lại bớt ha. Và mai là ngày thứ ba mình sẽ đi ra mình thu hoạch và mình thưởng thức thôi mọi người nè. Nhìn nào các bạn, đó, nó nứt hết trơn, nó đội cho lên khỏi cái mâm của mình nè các bạn ha. Cái mâm của mình nó đã đội cho lên như thế này nè. Đó, ngày mai thì mình sẽ nhổ ra, bây giờ mình đậy lại mình để tiếp ha. Quá trời nó lên cao rồi, nó chề cái mâm qua một bên luôn nè mọi người. Đó, giờ mình thu hoạch thôi. Hôm nay là ngày thứ ba nè các bạn. Mình sẽ hốt cái tro ở trên nha. Ui, từ ngày thứ hai sang ngày thứ ba nó lên rất là cao mọi người.
đậu cho lên trên luôn nè các bạn. Mình không có dằn cái gì, mình đẩy cái mâm không à, cho nên là nó trội lên ngoài trên là nó làm cho xanh luôn cái giá của mình nè mọi người. Đây mập mập nè các bạn ha. Đó gói giá bằng cho thì nó rất là mập mọi người, nó cũng ngon nữa đó. Nhưng mà có một cái là mình rửa cho này nó hơi cực nè các bạn. Chỗ nào mà nó tiếp xúc được với nắng với ánh sáng nó lên rất là cao luôn mọi người. Lớp rễ hơi khủng khiếp luôn ha. Chỉ một năm thôi mà một tôi gặp nó một thao luôn đó mọi người, thao to luôn nha. Đây nó còn dính nữa nè. Đây đó, giờ mình đi rửa đó. Đây sau khi mình rửa xong rồi nè mọi người, đó nó một gỗ một thao luôn nè các bạn. Và cái rễ nó cũng rất là nhiều, thì bạn nào thích ăn rễ thì để rễ, còn không thích thì chúng ta có thể lặt ra như thế này nè mọi người. Đó coi trọng giá của mình rất là ngon luôn á các bạn, nó rất là giòn luôn. Tuy mà nó có màu hơi xanh xanh này là lý do là nó hỏng lên nè các bạn, nhưng mà cái cọng nó rất là giòn nè ha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, không có sao hết, nhìn nó không đắng mà nó cũng rất là giòn luôn nè. Đó rồi, phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại, bye bye nha. Đây mình đã đậy này như vậy nè các bạn. Mình làm dưa chua thì mình để trong cái keo thủy tinh đó, thì mình ăn nó sẽ an toàn hơn các bạn. Okay. Đó. Nó không có bị ra cái chất nhựa ở trong á, thì mình ăn nó sẽ an toàn hơn ngoài và cái keo nhựa các bạn. Rồi mình để đây.